Rồi, tiếp đến Khải sẽ tiếp tục sau ad của thất nghiệp Cái Băng Rồng, bằng thất luôn, Cái Băng Rồng. Để xem ad này không nhớ không nhầm hồi trước ở bên bang Khải thì ở một thời gian thì anh ta cũng đi bang khác, Ngao Du Thiên Hạ nè. Đầu tiên cái vũ khí làm chậm 40, sinh lực 57, một cái nón làm chậm 40, sinh lực nỗ lực 8x, khá đẹp. Một dây chuyền kháng cả 15, ôi một chuyền kháng tất cả 15 hợp mộc và kháng lôi 5, quá chắc luôn. Một cái áo 40, 19, trời ơi 111, cái áo này mình mặc nó quá tuyệt vời nè. Áo này mình nhìn đúng là thèm luôn này, tại vì Thiên nhìn những món đồ mà có nỗ lực đó, rất là thèm. Không khác gì luôn, áo này quá đẹp. 40, 19, 111, quá chắc. Bao tay sinh lực nỗ lực 10x, kháng độc 17. Ngập bội này là 19 và sinh lực lực 120 và 62. Nhẫn, uầy, nhẫn nhìn quá đẹp nè, 13, 40. Những cái nhẫn như thế này tính trên đầu ngón tay nè, nó mất thì cũng chói nè. Đai lưng, trời quá đẹp luôn. Đai lưng 12, 40. Đó, thì tính ra set đồ này đang có cho mình 85 chậm và 80 chón. 80 chậm và 80 chón. Nhẫn 18, 20. Nhẫn này thì hơi cùi một chút. Đó, chắc có thể sẽ kiếm cái nhẫn khác, nhẫn này hơi lỗ một tí. Giày thì quá ok, giày thì 40, 19, 20. Quá chắc ok rồi. Tóc quá đẹp luôn. Rồi, tính qua set đồ này thì cũng dạng là tầm trung nè, set đồ này cũng tầm trung. Đắt nhất là Khải nghĩ là gia truyền rồi. Gia truyền này bèo lắm cũng 2 đến 3 triệu này. Gia truyền này khá là mắc. Mà nó hợp mộc thì nó chỉ giá tầm đó thôi nè. Cao lắm là mua 2,5 triệu. Đó. Áo thì Khải nghĩ cũng có tiền, áo thì cũng tầm vài trăm nghìn. Rồi, mắc nhất Khải tiếp tục đó là cái nhẫn này. Nhẫn chón 40, kháng hỏa 13 và đai lưng. Hai món này thì trên dưới cái nhẫn này bèo bèo phải hơn 800-900 ngàn, 1 triệu là có đó nè. Nhẫn này hàng hiếm đó nè. Ở đai lưng thì rẻ hơn một tí. Thì hai món này bèo bèo khoảng 1,5 triệu đi. Đó, 1,5 triệu đi, kèm với gia truyền 3 cũ đi. Thì set đồ này tổng trên dưới cũng được 5 triệu nè. Nếu set đồ này cũng gọi là tầm trung, 5 triệu đủ chơi. Đó. Rồi, thì 80 trọng nha em. Đó, 40 và 80 chón. Đó. Ở đây với con chiếu dạ này thì vĩnh viễn thì cũng vài trăm nghìn nữa, ok rồi. Thời gian đọc có cho mình 40. Rồi, ok, nói chung set đồ này gọi là cái bang biết cách chơi. Thì họ với cái tầm trung như thế này thì những set đồ tầm 5-6 triệu đổ lại thì đủ chơi nha em. Đó, nên Cái Bang Rồng cùng coi. Chắc là cũng có top trên cây bang. Cái Bang Rồng, đây top 6 nha nè. Đó. Cao thủ Cái Bang Rồng. Đó. Cái bang thập đại cao thủ. Rồi, anh em xem video đừng quên ủng hộ cho Cái Bang Rồng, một like, một chia sẻ, và cũng như ủng hộ video Duy Khải một like chia sẻ cho nha. Quá chắc luôn.